Chào mừng quý khán giả một lần nữa đến với chương trình Real Life. Và hiện giờ Tuân đang đứng ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Và sau lưng của Tuân là một shop quần áo khá là đáng yêu. Và khách mời của chúng ta là một cặp đôi chủ của shop quần áo này. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau vào trong và lắng nghe câu chuyện của họ nhé. Xin mời mọi người. Chào em. Anh đến từ chương trình Real Life. Hôm nay anh được biết là anh sẽ gặp một cặp đôi ở đây. Còn một bạn. Bạn của em thì đang có việc, chút nữa sẽ ghé sau. Lâu không? Dạ chắc tầm khoảng 15-20 phút. Ok. Thế em dẫn anh đi tham quan cái shop của em một tí. Dạ. Mình làm cái shop này bao nhiêu lâu rồi em nhỉ? Dạ em thì shop này khoảng từ tháng 10, đầu tháng 10 năm ngoái. Năm ngoái? Dạ. Bọn em cùng làm với nhau hay là có một người làm trước xong rồi mình... Dạ cái này là tụi em chung với nhau. Chung với nhau. Dạ. Cái phong cách mà shop của em theo đuổi á, dạ, và định hướng cho khách hàng của mình là gì? Dạ là kiểu phong cách unisex nè. Unisex. Dạ. Nó cũng cá tính ha. Dạ. Em nuôi một con chó. Dạ em nuôi hai con. Ồ hai con. Dạ. Hai. Anh qua ghế không? Ok. Em giới thiệu đôi nét của em, bản thân em đến khán giả của chương trình nhé. Dạ. Em tên là Bùi Thế Bảo, 26 tuổi. Em sống tại Long Thành, Đồng Nai. Hiện tại em đang kinh doanh shop thời trang. Trước khi làm shop thời trang thì em làm về cái gì? Dạ, em kinh doanh online luôn. Ừ, cũng làm về thời trang. Dạ. Bảo come out với gia đình chưa? Dạ rồi. Rồi. Và phản ứng của bố mẹ như thế nào em? Thật sự là tới bây giờ là em cũng cảm thấy nó giống như là chưa nói được với ba mẹ cái lời xin lỗi. Lúc đó là em chỉ nhớ là em học cấp 3. Ừ. Là cảm giác như là mình không muốn giấu nữa. Mình không muốn giấu nữa, mình khó chịu lắm. Bữa đó là cũng có một việc nữa là có một cái bạn đó đến nhà của em. Xong rồi mặc cái áo mà của anh hai của em á. Tại em đưa cái áo của anh hai cho bạn đó mà. Thì anh hai biết. Thì anh hai nói là để chiều về anh hai nói với ba mẹ. Mấy cái ba mẹ. Xong rồi lúc đó tự nhiên mình cảm giác mình cũng không muốn giấu, là mình cũng muốn nói luôn. Mà không dám nói, xong rồi em mới viết thư lại. Em viết thư em để lại, em nói là con xin lỗi ba mẹ các kiểu, như rồi con là như thế này. Từ lúc sinh ra con đã vậy rồi. Xong rồi em hứa sau này con sẽ về, khi nào mà con có nhà lầu xe hơi các kiểu con mới về. Em bỏ đi, em đi lúc đó là đâu có tiền đâu. Mà chưa bao giờ đón xe buýt đi nữa. Mà bữa đó là cầm theo trong người là một cái chứng minh nhân dân, một cái cục sạc dự phòng mà gắn cục pin vô, rồi một cái điện thoại 12280. Em nhớ hoài luôn. Thì ở cái nhà bạn em thì ở khoảng 2 bữa thì anh hai nhắn tin cho em quá trời luôn. Anh hai gọi là bây giờ mày không thương anh hai mày á thì mày thương má đi, má bệnh sắp chết rồi kìa. Không rồi cái em mới sợ, em kêu ba chạy lên rước em về. Thì lúc mà ba chạy lên rước về em đứng trước cửa là thấy mẹ em bò từ trong nhà đi ra chứ không muốn đi á. Em mới chạy tới, em hai mẹ con nhìn nhau không rồi cái chạy tới ôm nhau khóc. Mẹ mới nói là sao con dạy vậy Bảo, con là con của má thì có như thế nào má cũng biết chứ con đâu cần giấu má đâu, chỉ cần nói cho má biết là được rồi. Đó là lúc đó là em với mẹ em ôm nhau khóc, là từ đó cho về sau là kiểu như là ba mẹ em thương em nhiều hơn nữa. Chứ không có vấn đề gì về cái giới tính hết á. Sau đó là cái cuộc sống mình nó đổi qua một cái cuộc sống khác hẳn luôn. Một cái trang mới luôn đúng không? Nó không có giống như trước. Cảm giác là bản thân mình thoải mái hơn. Dạ. Em làm cái gì cũng được đó, tại vì ba mẹ lúc nào cũng ủng hộ hết. Rồi sau đấy cái cảm nhận của bố mẹ em chính xác bây giờ đối với em là như nào? Bây giờ thì em nói chuyện với mẹ nhiều hơn chứ không có nói chuyện với ba nhiều. Thật sự là em không cần nói gì với mẹ hết á, mà toàn là tự động mẹ làm cho em cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Nghĩa là mỗi lần mà em đi Thái lấy hàng hay là em bị sốt hay bên đó rồi đó, em vô tình hay là up những cái status nhỏ trên story thì khi mẹ em đọc được thì có lần đó là mẹ em đang ở Thái bị sốt, thì mẹ em chạy từ trong nhà chạy ra nhà anh hai của em. Thì mới nói với anh hai, với chị hai, chị dâu là khóc cái là hai con hứa với má là sau này mà má có chết á thì nhớ lo cho em giùm má. Tại vì bây giờ nó khổ vậy trời, nó không kịp cưới ai nữa rồi, sau này mà nó lớn lên rồi má chết đi rồi không ai lo cơm áo với nước nôn cho nó. Tại vì em ở nhà là ba mẹ em lo cho em. Thế là sau lần đó mình cảm thấy là giống như là nhiều khi lúc mà mình come out vậy á rồi giống như là ba mẹ sợ là em sau này không có gia đình rồi, già rồi không có ai lo. Rồi em trấn an bố mẹ bằng cách nào? Là bằng cái shop này với lại bằng anh Kiên, là anh Bảo á. Ôi, biết trấn an quá ha. Dạ.
cái cơ duyên nào đem Bảo gặp Kiên? Em với anh Kiên là biết nhau trước là hồi đó là em có một cái shop ở thành phố. Đó thì anh Kiên có ghé vô shop một lần là đi với bạn của em. Thì em chỉ biết anh Kiên thôi, em cũng không có kết bạn luôn. Mà tại vì cái đó là bạn của bạn mình nữa. Thì thấy là anh này nhìn đúng của mình luôn á. Kiểu như mình thích á. Cái kiểu nói chuyện hiền hiền mà giống như là nhìn nhìn cái ngoại hình cũng là hợp ý mình nữa. Xong rồi để ý nhưng mà cũng không có bấm follow hay là kết bạn gì hết. Lâu lâu bạn em có up status hay là anh đó có comment là em vẫn bấm vào nick anh đó em xem. Em xem up gì xong rồi. Có lần đó là anh xem một cái bài là từ thiện của hay từ thiện hay là cái gì mà những trẻ trẻ mồ côi giúp đỡ gì đó thì ở gần đây, ở ngay chùa gần đây. Thì em biết, em mới và em comment em nói là cái chỗ này ở gần nhà em nè, nếu mà anh thích thì em chỉ cho anh đi luôn. Là từ đó là bắt đầu mới là follow rồi kiểu là để ý nhiều hơn là anh cũng có để ý. Thì nói chuyện một thời gian thì thấy hợp, xong rồi cái lúc đó là kiểu như là em với anh là đều gặp trục trặc trong chuyện tình cảm rồi. Nhưng mà cũng đồng cảm với nhau là hợp với nhau, xong rồi bắt đầu là nói chuyện là thấy giống nhau nhiều á. Cái bắt đầu là để ý rồi nói chuyện rồi từ từ cái lôi về đây luôn. Em cũng là không có cố tình kêu anh về đây luôn đâu, mà ý là chỉ là mình nghĩ là mình nói thử thôi xem sao thôi. Giờ anh xác định với em á thì anh về để ở chung với em luôn đi. Anh về luôn. Là ngay hôm sau là anh dọn đồ về luôn. Là anh bỏ luôn ngang cái shop trên kia luôn để đem về đây. Hai bạn về ở với nhau được bao nhiêu lâu rồi và mở cái shop này? Dạ, nếu mà ở chung ở đây thì là mở cái shop luôn là từ lúc ở chung là đầu tháng 10. Đầu tháng 10? Dạ. Cái khoảng thời gian mình yêu xa đó thì bao nhiêu lâu mình mới được gặp nhau một lần nè? Dạ, chắc khoảng 1-2 tháng em mới gặp. Dạ. Trong mắt của Bảo á, Kiên là người như nào? Dạ, em thấy là rất là hoàn hảo luôn á. Em thì không có giỏi về nấu ăn hay là về nội trợ các kiểu, em mọi thứ việc nhà này kia em không có giỏi mấy cái đó. Là ngay cái lần đầu tiên mà em gặp mặt anh Kiên ở trên Sài Gòn á, của shop anh Kiên á, là anh Kiên là kiểu là một người rất là gọn gàng mà tỉ mỉ từng chút một á, kiểu như là tất cả cái ly nước cho em uống rồi ly trà hay là đồ ăn này kia cũng rất là kiểu như là trình bày cái kiểu nó tỉ mỉ. Xong rồi đến lúc mà về đây á là ảnh cũng là bếp núc là cơm nước là ảnh lo hết. Tới việc mà em thích nuôi cá bể màu hay là em thích đi thu âm cover này kia là ảnh chở em đi cá bể màu, là ảnh mua thùng đồ cho em này kia, em cần đi là ảnh mua. Em thì không giỏi về mấy việc đó nhưng mà việc kinh doanh thì em giỏi hơn anh. Em với Kiên quen nhau, gia đình của Kiên biết không? Dạ không. Đến bây giờ cũng không. Anh Kiên chưa come out luôn. Chưa come out. Gia đình của Kiên là ở đâu em? Dạ ở Bến Tre. Bến Tre. Dạ. Có bao giờ em hỏi Kiên về ý định là giới thiệu mình hoặc là come out giới tính với gia đình chưa? Anh Kiên thì chắc là không có dám rồi, tại vì anh Kiên ngay bản thân cũng không dám come out, tại vì gia đình anh Kiên ba mẹ làm nghề giáo rất là khó. Có mấy lần là anh Kiên có về quê là gần trước Tết đó, là có dẫn em theo nhưng mà chỉ có anh Kiên về nhà thôi, em ở ngoài khách sạn em chờ chứ cũng không dám về. Ba mẹ là nhà giáo thì còn mang cái tư tưởng phong kiến á, thì cũng có những lần là mình nói ra những cái chuyện mà xung quanh thôi để mình đi vô cái vấn đề, để mình đề cập đến vấn đề đó, nhưng mà không, khi mà mình nói như vậy á thì không có được chấp nhận ngay từ lúc ban đầu rồi, nên mình không có thể nào xoáy sâu vào cái vấn đề đó. Thì cái chuyện mà mình come out với gia đình thì chỉ có bên gia đình Bảo, gia đình vợ là biết thôi, còn ngoài ra bên gia đình mình không có come out việc đó. Có bao giờ Kiên thử chưa, có ý định là mình thử come out với bố mẹ chưa? Thì cũng có đó, không có come out trực tiếp nhưng mà nói những cái chuyện mà lấy bật tượng hình vậy thôi. Kiểu như là bố mẹ nghĩ sao về chuyện đó? Mình nói vậy thôi, nhưng mà cảm thấy là bị phản kháng nên... Mà cái sự phản kháng đấy mạnh mẽ không kia? Không có mạnh mẽ lắm, nhưng mà nói về những cái câu giống như là đặt nặng cái trách nhiệm của bản thân mình lên nhiều hơn. Ví dụ như là nói là bây giờ phải biết nghĩ cho gia đình này kia nọ, ba thì làm cơ quan thế này thế kia, thì không có thể nào mà như vậy được. Là giữ hình ảnh cho gia đình với đúng người khác, là phải giữ hình ảnh cho gia đình. Ví dụ sau khi come out rồi em có sợ không, hay là em mong muốn cái điều là Kiên dẫn em về ra mắt bố mẹ kia? Em thì em không có sợ, nhưng mà giống như là tại vì em nghĩ là anh Kiên cũng không có muốn để em gặp ba mẹ anh Kiên á. Tại anh Kiên chắc biết là ba mẹ anh Kiên khó, không chấp nhận nổi á. Nãy giờ khen nhiều quá thì kiểu rất là thắc mắc, muốn được gặp Kiên mà không biết khi nào Kiên mới về. Anh Kiên chắc sắp về. Ôi,
Chào Kiên. À, chào Tuấn. Kiên ngồi đây đi, với Bảo ngồi đây để Tuấn lấy ghế khác. À, chào Kiên. Thì nãy giờ có nghe Bảo kể câu chuyện về Kiên cũng nhiều và rất là tò mò để được gặp Kiên. Bảo thấy rất là may mắn khi mà quen được Kiên. Ngược lại, Tuấn hỏi cảm giác của Kiên đi. Cảm giác của Kiên khi gặp Bảo. Do là trước giờ thì nói chung là mình đều trải qua những cái cuộc tình mà nó mình gọi là nó không hoàn hảo. Nhưng mà đến với Bảo thì nó thực sự rất an toàn và nó mình nghĩ đến cái mức là hơn cả hoàn hảo. Lần đầu tiên gặp mặt là mình đã nghĩ như vậy. Lần đầu gặp là đã thích rồi. Đúng rồi. Cái điểm gì ở Bảo mà làm cho Kiên cảm giác như vậy? Trước đó thì mình cũng có nói chuyện qua lại trên Facebook. Thì khi mình nói chuyện thì nó có những cái đồng cảm với nhau. Và có những cái gọi là gần như là hiểu nhau. Thì chính vì những điều đó là nó sâu trong cái suy nghĩ mình. Dẫn đến thì khi mình gặp thì mình quyết định là người này chắc chắn là mình phải phải cưa cho bằng được. Không hiểu vì sao mà cảm giác người ta hài lòng nhau quá thì những cái xấu người ta cũng nghĩ thành tốt nữa. Thì nói chung thì cũng có. Thì những cái đó là nói chung là cái chất xúc tác riêng của từng cuộc sống của từng cặp đôi thôi. Ở với nhau từ tháng 10 đến bây giờ là cũng nửa năm ha, gần nửa năm. Đúng. Nó là một quãng thời gian chưa dài. Thì cái thời gian đó là thời gian chung sống thôi. Ừ. Trước đây nói chung thì cũng đã có follow, cũng tương tác, cũng có thời gian yêu xa, cũng có thời gian là cùng nhau hiểu nhau về mọi việc. Cũng có ghen tuông này kia các kiểu. Thì nói chung là nó đủ vị hết rồi. Em với anh Kiên là ít khi cãi nhau lắm, mà mỗi lần cãi nhau là giống như là em hay gọi anh Kiên là nữ hoàng giận lẫy, của em là nữ hoàng cọc. Tại vì mỗi lần mà em làm gì là em chăm chú vào điện thoại em làm thôi, mà anh Kiên thì thấy em mà căng căng là anh Kiên hay chọc mà em, mà em đang tập trung mà chọc em cọc, em cọc lên cái là ông lại cái là giận nhau vậy thôi. Rồi ai là người làm hòa trước? Em lúc nào cũng xin lỗi trước hết. Tại em cọc mà. Tại em cọc là em lúc đó là em biết là mình quá rồi đó, nhưng mà kiểu như mình đang tập trung mà cứ chọc mình khó chịu, em bực mình lắm. Tại vì em bị tật xấu là hay chăm chú điện thoại, là em làm gì em làm xong rồi em mới qua chuyện khác. Rồi giận nhau như thế là mình sẽ làm gì nè? Anh này sẽ đi ra một góc ngồi bấm điện thoại một mình, im lặng không nói gì hết. Còn em thì em sẽ ngồi em đợi một hồi xong rồi lặn xuống là em mới đi xin lỗi, là em xong việc rồi em mới đi xin lỗi. Thì chỉ giải quyết qua tin nhắn, mình nhắn tin thì có đôi lúc có những cái câu từ này kia mình nhắn tin qua lại thì mình sẽ giải quyết được. Là mỗi người một góc nhà nhắn tin cho nhau vậy đó. Chứ mà gặp mặt trực tiếp, tại vì cả hai biết rằng là cả hai đều nóng tính, không kìm được á thì mình lớn tiếng thôi. Mà nhắn tin thì mình nhắn gì nhỉ? Kiểu là anh đang lẫy nha, em xin lỗi anh đi hả? Hay em kêu là em làm gì anh chồng? Mình nói ra lý do vì sao như thế, mình nói chuyện trực tiếp thì mình sẽ lớn tiếng thôi. Đã xảy ra một lần như vậy rồi. Một lần là bị lớn tiếng. Mình thấy là vợ thì lại muốn bỏ về Việt Nam liền. Lúc đó thì toán lên rung hết rồi, đâu biết gì đâu. Rồi thôi, phải xuống nước, xin lỗi, rồi đi tìm. Rồi bạn bè chia nhau đi tìm. Tính về thiệt đó anh, em tức á, ý là lần đầu tiên mà nạt trước mặt em á. Em có thể giận, em có thể muốn bỏ về, nhưng em có thể không thể bỏ đi để cho người ta phải đi tìm mình như thế hả? Bữa đó là hả, tức lắm luôn rồi, em nhắn tin, em xin lỗi luôn rồi, mà không chịu anh. Xong rồi còn nạt thẳng mặt nữa chứ, nạt thêm nữa, đây là mình đã xuống nước, mình xin lỗi trước rồi. Không chịu, trời. Không cái mình ủa mình xin lỗi rồi mà làm cái gì vậy trời. Nổi điên lên tính em nóng nữa. Đi luôn. Giờ chuyện đấy là chuyện gì vậy? Cũng là cái chuyện mà tập trung mua điện thoại, lướt điện cũng thoại. Cũng chỉ có nhiều đó. Rồi xong rồi không có bận tâm những việc xung quanh đó. Rồi xong rồi cái mình im lặng thôi, chứ thực ra cũng không có chuyện gì. Bây giờ em mới nói là nữ hoàng giận lại. Em nữ hoàng cọc. Có những cái ưu điểm nào mà mình cảm thấy là mình muốn gắn bó với người này quá? Trước đây thì ai cũng có một cái là không may mắn, là không có được một cái mối tình mà gọi là tốt đẹp hay là hoàn hảo gì hết. Khi cả hai gặp nhau, vì cả hai chung là bị người khác bỏ, thì sẽ hiểu được cái người đối phương cần cái gì hơn. Và bổ sung cho nhau, lắp khoảng trống của nhau. Còn đối với Bảo thì sao? Của anh Kiên á là giống như là chu toàn á. Em giống như là em bị làm biếng á, mà anh Kiên là bù lại hết cho em luôn á. Em nói thiệt á, cái gì mà anh Kiên không có thì em sẽ có, còn cái gì mà em không có anh Kiên sẽ có hết. Vậy cái điều gì ạ? Kiên không có mà em có? Nói chung là mấy cái mà để sáng tạo, để kinh doanh á, là em có nhiều hơn. Thì em tập trung về cái mảng kinh doanh, với là kinh doanh với lại quảng cáo nhiều hơn. Rồi anh... là có cái đó thôi mà được bù lại quá trời. Dạ, bù lại nhiều lắm luôn. Lời lắm luôn á. Dạ, em cũng cảm thấy lời á. Ví dụ nấu cơm, lau nhà, quét nhà, chăm chó, các thứ, chăm cá. Là hai người cùng nhau làm hay là... Nhưng mà anh Kiên là chăm chó, việc nhà hết. Cá thì chỉ có em thôi.
Em cái đấy là em trao không phải vì em siêu mà vì em mê đúng không? Em mê, nhưng mà anh Kiên cũng là người mà mua này kia cho cá cho khu của em. Ví dụ như là em thiếu hồ, em hết hồ nuôi rồi á, là anh Kiên phải đi đặt hồ cho em rồi á kiểu. À, cưới được người vợ đáng đồng tiền bát gạo. Đem về xong chăm hết vậy đó. Hoàn hảo thật sự. Cái này thật ra thì Tuân không thắc mắc lắm, nhưng mà mình phải hỏi về cái vấn đề quan hệ gần gũi của hai bạn á, thì hai bạn cảm thấy hài lòng không? Anh thấy Bảo cười tự tin lắm. Cảm thấy mình tốt đúng không? Dạ tốt. Tốt. Thì nãy giờ nghe hai bạn nói là cái tình yêu này quá hoàn hảo đi, nên sẽ có một cái game gọi là đoán ý cặp đôi. Hai bạn sẽ phải đoán ý của nhau mà mình có thật sự hiểu nhau hay không. Đây là của Kiên, đây là của Bảo nhá. Và hai cái viết. Mình không được nhìn nhau. Mình sẽ phải... đúng rồi. Địa điểm đầu tiên mà hai người gặp nhau là ở đâu? Rồi, chính xác rồi, shop quận 4. Là shop của ai nhỉ? Con Kiên. Của Kiên. Là em đến shop của Kiên đúng không? Em cố tình đến đúng không bà? Dạ, em cũng cố tình chút xíu. Có mua được đồ gì không? Dạ không. Chủ yếu vào là để ông chủ shop ngắm đúng không? Dạ, để dụ. Khủng khiếp. Trang phục mà Bảo mặc trong lần gặp đầu tiên, áo gì, quần gì, màu gì luôn nhá. Rồi, cho anh xem nào. Áo khoác đen, quần đen, giày đen, áo tay dài màu trắng, Pikachu. À đúng rồi. Quần. Cái này là lần thứ hai. Câu này sai. Dạ. Sai. Quần chip của Kiên mặc là sai gì? À, Bảo nhầm với ai rồi Bảo ơi? À không, tại anh có hai sai. Anh mặc hai sai. Không, thì em phải ghi hai sai. Tại vì em M rồi thì anh là phải L chứ. Đây, của Kiên ghi là M đây này. Thì tại vì anh có hai sai, em đã nói là anh có hai sai, nhưng mà em không biết sai nào. Tại vì bình thường là em mặc size M. Không, mà đúng không? Bây giờ anh lấy ra cho anh coi luôn đi. Sai. Nụ hôn đầu tiên của hai người là ở đâu? Và vào ngày nào? Ở nhà em hả bà? Sao? Ở shop. Ủa là đúng không? Tại vì nhớ là ở nhà nhiều. Ở nhà nhiều. Rồi. Đúng ngày không? Đúng ngày, ngày 10 tháng 10, đúng 50%. Vậy là sai. Loại nước hoa mà đối phương đang dùng. Rồi, bây giờ cho Bảo trả lời đi. Cái chai nước hoa Bảo dùng là chai gì bà? Chai nước hoa em dùng là Dior. Rồi, chính xác. Còn cục kia? Versace với Dior. Versace, Dior. Đúng rồi. Ngày kỷ niệm tình yêu của hai người. Đúng rồi. À, ngày 10 tháng 10. Mình sai nhiều mấy câu thầm kín lắm. Mấy câu kiểu nào ở ngoài sáng thì mình đúng, nhưng mà ở trong tối thì mình sai. Trò chơi này chỉ để cho vui thôi. Nãy giờ mình ở đây là cái chỗ kinh doanh của mình, thì không biết hai bạn có sẵn sàng dẫn Tuân lên để thăm cái tổ ấm của mình, cái nơi mà mình sinh sống, mình sinh hoạt với nhau không? Dạ được. Nhà này chỉ có hai bọn mình ở. Dạ, dạ. Đây là chỗ anh Kiên hay quay cho em mấy clip cover em nè. Em hát hả? À, anh Kiên. Rồi em post mấy clip đấy ở đâu? Dạ, YouTube. À, em có kênh YouTube? Dạ. Là góc đam mê của em. Đây là cá bể màu. Em nuôi rất là nhiều loại luôn. Là cái giá tiền của nó là như nào? Mấy cái con này thì nếu mà cái size nó cối lên thì nó khoảng từ mấy trăm ngàn cặp. Wow. Một cặp cá nhỏ xíu như này mà một tháng là nó có thể đẻ được mấy chục con. Là mấy cái này em có kinh doanh không hay là em chỉ nuôi cho? Dạ, em nuôi đam mê thôi, em thích nuôi. Còn nếu nó nhiều quá thì sao em? Em tặng, em cho bạn em. Kiên nuôi chó 2 con. Em nuôi cá cả nghìn con. Trên đây định mở shop trên đây nhưng mà chưa có mở tới. Ừ. Đó là ý là tận dụng phía trước này để decor mannequin nam á. Ừ. Nhưng mà giờ là ở trên đây mình chuẩn bị làm qua đồ nữ nên chuẩn bị dẹp. Làm cái khu sống riêng của mình là nó chỉ gói gọn ở trong đây thôi. Đúng rồi. Là sinh hoạt các thứ ở trong đây. Chỉ ngủ thôi, còn ban ngày thì thường xuyên là mình ở dưới shop nhiều hơn. Ừ. Ban nãy anh có nói chuyện với Bảo nhiều rồi mà anh chưa có dịp để được nói chuyện riêng với Kiên. Anh xin phép em dẫn Kiên đi một tí xíu thôi. Yeah, okay. Để chia sẻ một vài câu chuyện riêng của Kiên nhé. Nhớ đừng nói xấu. Okay. Bây giờ nhá, mình có đủ can đảm để mình nhìn thẳng vào máy quay và mình nói chuyện với bố mẹ mình, và mình có thể nói thật về giới tính của mình được không?
Nói chung là khi mình chọn đến chương trình này thì mình biết chắc chắn là mình phải làm cái điều đó thì mình mới đến cái chương trình này. Thì nói thì cũng mong là gia đình hiểu thôi, nhưng mà thực sự thì chỉ là trong vô vọng thôi. Trong vô vọng à? Ok, thì bây giờ nếu mình nghĩ nó vô vọng nhưng mà Tuân nghĩ là dù nó có 1% thành công đi nữa thì mình cũng cứ thử xem nhá. Rồi, thế bây giờ mình nói trực tiếp đến gia đình của mình nhá. Con cũng muốn gửi đến gia đình đó là cần một cái sự thông cảm ở con. Thì cũng như là trước nay thì con luôn sống với gia đình, thì hôm nay con có một cái hạnh phúc mới và con cũng muốn sống cho riêng bản thân con. Mong ba mẹ cũng như là gia đình hiểu cho con. Khi mà cái tập này nó phát sóng nhá, thì em sẽ phải đối mặt với lại phản ứng của bố mẹ. Nó có hai con đường đúng không? Hoặc là sẽ dần dần chấp nhận, hoặc là không. Không, cái điều đó thì mình đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi. Thì cho dù như thế nào thì mình cứ sống vẫn sống mình là mình. Mình cảm thấy hạnh phúc là được. Còn về cái phần trách nhiệm hay là phần chữ hiếu gì đó thì mình đừng làm những cái việc gì mà quá đà thôi. Bản thân của mình làm những cái công việc có lợi, có ích cho xã hội thôi. Ngoài ra mình không mang những cái điều tiếng của bản thân ảnh hưởng tới gia đình thôi. Bố mẹ chấp nhận mình thì bố mẹ sẽ phải đối mặt với khá là nhiều những cái định kiến của xã hội, những người xung quanh bố mẹ. Kiên làm sao để có thể dắt bố mẹ mình bước qua được những cái định kiến đó? Mình phải là chứng minh cái bản thân mình là thực sự có tài năng gì và làm những cái việc gì có ích để cho những người xung quanh họ nhìn vào, họ thấy được là những cái điều mình làm là có ích cho xã hội thì cũng giống như những người khác thôi. Còn bây giờ mình quay về với chuyện tình yêu đi. Câu chuyện tình cảm của mình nó quá hoàn hảo đi. Nhưng mà Tuân thắc mắc là khi mà mình mới về ở với nhau như vậy thôi thì tất cả mọi thứ nó đều rất mới mẻ và đương nhiên là rất kiểu lung linh, rất là hạnh phúc rồi. Nhưng mà có những cái điều gì đấy mà Kiên muốn bảo thay đổi để mình có thể đi một con đường dài hơi cùng với nhau? Thì nói chung là cả hai đều thất bại cùng nhau. Trong lẫn sự nghiệp và trong lẫn chuyện tình cảm luôn. Là nên hai cái điều đó thì bỏ qua, là tại vì hai cái điều đó là đã hiểu nhau rồi. Còn ở những việc trước mắt cần thay đổi là những cái việc, chỉ là những việc nhỏ thôi. Cùng nhau kinh doanh thì sẽ có những cái lúc giải trí hay như thế nào đó thì mình không nên quá tập trung vào một việc quá. Rồi còn việc kể về cái việc chăm sóc gia đình đi, thì có bao giờ Kiên nghĩ đến việc là mình cần nói chuyện với Bảo để Bảo chia sẻ những điều đó với mình chứ? Bình thường khi mà nhiều quá thì Bảo cũng có vào phụ. Thì cũng có san sẻ với nhau. Cái dự định cho cái mối quan hệ này của Kiên, Kiên có dự định gì cho nó ở một cái tương lai gần trước đi? Cả hai đều là định là sắp xếp hết mọi chuyện, định là trong năm nay, có thể là cuối năm nay thì sẽ tổ chức lễ cưới. Hôm nay sẽ làm một cái điều mà rõ ràng nhất là kiểu như là sẽ tỏ tình, xác lập một ngày tỏ tình. Nói thì nói, yêu nhau hay như thế nào thì trước giờ nói nhiều. Cầu hôn là có nhẫn không, hay là chỉ là kiểu là anh yêu em và... Nhẫn với hoa. Nhẫn với hoa là mình có chuẩn bị sẵn rồi. Tôi có thể xem cái lễ vật cầu hôn của Kiên được. Ok. Ủa, vì sao là hoa hồng xanh? Thì này có ý nghĩa giống như là vĩnh cửu. Tình yêu vĩnh cửu. Một chiếc nhẫn. Lấp lánh quá. Bây giờ mình đi về nhà để mình gặp Bảo. Đây là lần đầu tiên nấu ăn đúng không? Đây là giống như là một món quà mà em cảm ơn anh vì thời gian qua đã ở bên cạnh, với lại nói chung là chăm sóc với lại quan tâm em rất là nhiều. Cũng như là hứa là hôm nay là em biết nấu ăn rồi. Từ nay về sau em sẽ phụ anh nấu ăn. Ok. Bất ngờ này dành cho vợ. Vợ nhắm mắt lại đi. Mở mắt ra. Vợ mở mắt ra đi. Anh ngoan. Thì dù trước hay sau thì
em cũng là vợ anh, nhưng mà chưa có ngày mà anh cầu hôn chính xác nhất thì hôm nay á, anh muốn cầu hôn vợ làm vợ anh nha. Hạnh phúc quá rồi. Cái bữa cơm đầu tiên mà Bảo chuẩn bị cho... Thật sự cái bữa cơm ngày hôm nay rất là bất ngờ luôn, rất là vui. Nhưng mà quan trọng là ngon. Ngon, ngon thật sự, ngon. Ban nãy Tuân đi vào, Tuân thấy có một cái nụ hôn nhẹ nhẹ. Bây giờ mình hôn nặng hơn chút xíu. Tuân xin cảm ơn hai bạn, cả hai bạn luôn, vì đã chọn Real Life là một nơi để mình chia sẻ những cái tâm tư của mình. Và Tuân cũng mong là Kiên, trước những cái khó khăn sắp tới á, Tuân mong là Kiên luôn mạnh mẽ để mà đối mặt với nó, và Bảo luôn là một cái nơi để Kiên có thể tìm về. Cho dù ở ngoài kia bất cứ người nào có thể phản đối mình thì mình vẫn có một cái người bên cạnh mình và song hành cùng với mình. Cảm ơn Tuân. Và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi tập Real Life ngày hôm nay, cũng như đã cùng chia sẻ, cùng động viên những cặp đôi ở trong cộng đồng LGBT để họ có thể vượt qua khó khăn và có thể tự tin sống cuộc sống của mình một cách hạnh phúc nhất và nhiều ý nghĩa nhất. Và mong rằng sẽ gặp lại quý khán giả ở những tập Real Life lần sau vào sáng thứ tư hàng tuần. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.